Zhang Zhilei đã gửi chiến thư tới Dubois. Congrats, Daniel. Good win. I'm happy for you. But if... Không lâu sau khi chứng kiến Dubois knock out Joshua, Zhilei Zhang đã gửi chiến thư tới nhà vô địch IBF. Ở một bài đăng trên mạng xã hội, Zhang nói: "Chúc mừng Daniel, chiến thắng tuyệt vời, tôi mừng cho cậu. Nhưng nếu..." Zhang kết thúc video bằng cách chỉ vào mình và vào máy quay, ám chỉ một trận đấu giữa anh và Dubois tiếp theo. Dubois và Zhang hiện đều đang ký hợp đồng với Queensberry của ông bầu Frank Warren, do đó sẽ khá thuận lợi để tổ chức trận đấu cho hai người. Zhang thì giành chiến thắng ấn tượng ở hiệp thứ 5 trước Deontay Wilder gần nhất vào tháng 6. Trước khi đối đầu với Wilder, Zhang cũng đã giành được 2 chiến thắng knockout liên tiếp trước Joe Joyce, người trước đó bất bại và từng đánh bại Dubois. Tuy nhiên, võ sĩ hạng nặng người Trung Quốc lại có 2 trận thua quan trọng trong hồ sơ của mình. Một trận trước Joseph Parker vào tháng 3 năm ngoái và một trận trước Filip Govic vào năm 2022. Vậy anh em sẽ chọn ai, Dubois hay Zhang Zhilei nếu cuộc đại chiến này diễn ra? Đừng quên ấn like video để bày tỏ sự ủng hộ của bạn và theo dõi bình luận viên Trần Hùng trên kênh mới tin tức khám phá nữa nhé. Hẹn gặp lại trong các video sau.